Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Thời Nghi thấy mình nằm trong lòng Châu Sinh Thần. Đã 5 năm rồi, từ ngày cô tỉnh lại sau vụ tai nạn đó. Anh không còn thức dậy từ khung giờ 4-5 giờ sáng nữa, nếu có tỉnh anh cũng sẽ vẫn nằm ôm cô như vậy cho đến khi cô tỉnh giấc. Điều chỉnh từ từ, giờ giấc của hai người đã có tiếng nói chung, thường vợ chồng cô sẽ dậy lúc 6 giờ đến 6 rưỡi mỗi sáng. Chỉ cần mở mắt ra là đã thấy anh nằm bên cạnh, vẫn ôm cô sẽ cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cô vươn người lên hôn vào má anh, chồng của em. Chào buổi sáng. Anh vùi mặt vào cổ cô và trả lời, chào buổi sáng, vợ của anh. Hai vợ chồng cô còn đang mỉm cười nhìn nhau bỗng nghe thấy một tiếng gõ cửa khe khẽ. Anh rời khỏi giường ra mở cửa, ngoài cửa là Châu Mộ Thời với khuôn mặt tủi thân nhưng khi nhìn thấy là Châu Sinh Thần mở cửa. Cậu bé đã nghiêm mặt lại, tay nắm thật chặt và hỏi, mẹ có ở trong phòng không ạ? Châu Sinh Thần khoanh tay nhìn Châu Mộ Thời. Thằng nhóc cũng ngước lên nhìn anh, cậu bé vẫn kiên trì với câu hỏi của mình và chờ đợi câu trả lời từ cha, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi Thời Nghi đi ra cửa ngó. Khi Châu Mộ Thời nhìn thấy mẹ, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu bé sụp đổ, thằng bé nhào vào lòng mẹ và ôm chặt lấy mẹ. Thời Nghi cảm thấy áo ngủ bằng lụa của cô lành lạnh, cô vội ngồi xuống nhìn Châu Mộ Thời nhưng cậu bé không chịu ngẩng đầu lên mà ôm chặt lấy mẹ. Vùi đầu vào vai mẹ rơi nước mắt. Thằng bé chỉ rơi nước mắt và mím chặt môi chứ nhất định không chịu bật ra tiếng. Thời Nghi nhìn sang chồng, ánh mắt cô phê bình chồng mình, mồm cô nói khẩu hình với anh, tại anh hết. Châu Sinh Thần nhìn Châu Mộ Thời như vậy thì lại nhíu mày. Anh nghĩ con trai anh không những bám mẹ mà lại còn mềm yếu như vậy, thằng bé chỉ được cái mặt giống anh chứ không hề giống tính cách. Anh không thích thằng bé như thế này, anh nên lập một kế hoạch uốn nắn thằng bé, có lẽ do Thời Nghi quá chiều thằng bé rồi. Cứ như thế này thật sự không được. Mộ Thời không giống như hai chị của nó, Thập Thập và Nhất Nhất rất hiểu chuyện. Cũng rất tự lập, anh rất hài lòng về tính cách của hai cô con gái. Đủ mạnh mẽ, đủ quyết đoán, thằng bé cần phải được rèn luyện tốt hơn. Thời Nghi đẩy tay Châu Sinh Thần, ý cô muốn anh đi chuẩn bị bữa sáng để cô nói chuyện với con trai. Anh hiểu ý vào thay đồ rồi xuống nấu đồ ăn sáng cho bốn mẹ con. Anh vừa đi vừa suy nghĩ về kế hoạch uốn nắn con trai. Anh vừa ra khỏi phòng, Thời Nghi vỗ vỗ lưng con trai và nói, bảo bối của mẹ làm sao thế? Sao con lại khóc? Châu Mộ Thời không khóc nữa, cậu bé buông cổ mẹ ra và nói, tối hôm qua Mộ Thời ngủ với mẹ, tại sao sáng nay lúc Mộ Thời tỉnh dậy lại ngủ ở phòng của Mộ Thời? Mộ Thời ngủ không ngoan nên mẹ không muốn ngủ cùng Mộ Thời sao? Vừa nói còn vừa khịt khịt mũi. Cô nhìn đôi mắt đỏ hồng vừa khóc xong của con trai và cảm thấy đau lòng. Cô cũng cảm thấy có lỗi vì câu hỏi thằng bé. Thời Nghi ôm lấy con trai và nói, bảo bối của mẹ, mẹ xin lỗi, con ngủ rất ngoan nhưng tối hôm qua mẹ và cha con cần nói chuyện, sợ ảnh hưởng đến con nên đã bế con về phòng. Mẹ thật sự xin lỗi. Mộ Thời có chấp nhận lời xin lỗi của mẹ không? Châu Mộ Thời nhìn vào ánh mắt mẹ, cậu bé rất thông minh có thể phân biệt được đúng sai nên khi mẹ xin lỗi, cậu bé đã gật đầu đồng ý, sau đó lại ôm chặt lấy mẹ. Thời Nghi biết từ khi sinh Châu Mộ Thời, cô chưa từng đi đâu mà không về, huống chi cô và Châu Sinh Thần còn đi mất hai hôm. Cô biết ba đứa nhỏ rất nhớ cha và mẹ. Mộ Nghi và Ái Nghi thì tự lập hơn nên cũng sẽ quen rất nhanh nhưng Mộ Thời thì khác. Thằng bé của cô chưa từng xa cô ngày nào. Mộ Thời khó sinh, lúc mang bầu cũng rất vất vả, khi còn trong bụng cũng rất yên tĩnh. Sinh ra rồi cũng rất yên tĩnh nhưng lại rất bám mẹ. Cậu bé không muốn xa mẹ nên cô biết hành động hôm qua bế bé về phòng đã làm tổn thương cậu bé. Cô là mẹ nên phải nghiêm túc nhận lỗi và xin lỗi con trai. Cô nói với thằng bé, tối nay mẹ sẽ ngủ với Mộ Thời nhé. Mẹ hứa sẽ không bế con về phòng nữa có được không? Thời Nghi không ngờ là con trai lại lắc đầu, thằng bé nói, Mộ Thời lớn rồi. Mộ Thời sẽ ngủ ở phòng mình nhưng trước khi đi ngủ mẹ hãy ở với Mộ Thời, con muốn nghe mẹ kể chuyện. Con ngủ rồi thì mẹ rời đi có được không? Vừa nói Châu Mộ Thời vừa ngẩng mặt lên nhìn Thời Nghi. Khuôn mặt như một khuôn đúc ra với Châu Sinh Thần nhưng là một phiên bản trẻ con. Ai cũng nói các con của cô thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nhưng chỉ có cô nhìn thấy các con rất giống Châu Sinh Thần. Nhất là đôi mắt sáng rực như những vì sao, nhìn vào đôi mắt đó, cô không thể mở lời từ chối cũng không bao giờ từ chối. Cô mỉm cười hôn lên hai má phúng phính của con trai nói, Mộ Thời của mẹ hiểu chuyện quá, nhất định mẹ sẽ thực hiện việc đó mỗi tối. Mộ Thời ngủ ngoan mẹ mới rời đi có được không? Châu Mộ Thời nhoẻn miệng cười thật tươi, cậu bé cũng thơm lên hai má của mẹ. Thời Nghi dắt tay con trai trở về phòng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Các con có thể tự làm mọi việc nhưng Thời Nghi vẫn muốn tự tay chuẩn bị quần áo cho các con. Cô chuẩn bị quần áo cho con trai xong thì ghé sang phòng của Mộ Nghi và Ái Nghi, hai đứa đã dậy, cô chỉ cần lấy quần áo cho hai đứa thay là được. Thời Nghi biết các con của cô thừa hưởng gen tốt của cha nên cả ba đứa đều rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện nên cô và anh không hề lo lắng nhiều đến sự phát triển và tình hình học tập cũng như học hỏi các kiến thức bên ngoài của các con.
Chúng tuy còn nhỏ nhưng lại rất có chính kiến. Châu Mộ Thời mới có 3 tuổi nhưng cũng rất hiểu chuyện. Chuẩn bị xong cho các con, Thời Nghi quay trở về phòng thay đồ và xuống phòng ăn. Châu Sinh Thần đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, anh đang ngồi đọc báo. Thời Nghi đi tới hôn một cái lên má anh và ngồi xuống chờ các con xuống dùng bữa. Anh không thích trong nhà có người lạ và anh cũng muốn rèn luyện các con tính cách tự lập nên giúp việc nhà họ sẽ làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Chỉ cần dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc cây cỏ phía bên ngoài hoặc Thời Nghi có cần gì thì sẽ bảo họ làm. Tất cả đều không ở lại. Mọi sinh hoạt cá nhân của hai vợ chồng và ba đứa con, cái gì có thể tự làm đều sẽ tự làm hết. Mộ Nghi và Ái Nghi đang học mẫu giáo lớn. Mộ Thời cũng đang học lớp mẫu giáo nhỏ, ba đứa trẻ đều mặc đồng phục của trường học, xuống dưới nhà ăn sáng và chờ ông Lâm đưa đi học. Sau khi tiễn Châu Sinh Thần đi làm và các con đi học, Thời Nghi thường sẽ vào thư phòng đọc sách hoặc vẽ tranh, hiện tại cô đã không còn làm diễn viên lồng tiếng nữa. Cô mở một phòng thu ở Tây An và chiêu mộ nhân tài về làm dưới tay mình. Mỹ Lâm từng nhiều lần than vãn vì cô đã không làm nghề này nữa. Giới lồng tiếng đã mất đi một nhân tài. Phòng thu ở Thượng Hải vẫn do Mỹ Lâm quản lý, cô chỉ là cổ đông lớn ở đó. Cần họp hoặc đưa ra kế hoạch gì sẽ xử lý qua họp trực tuyến. Kể từ sau khi sinh Mộ Thời, thời gian rảnh rỗi của cô rất nhiều. Cô cũng làm nhiều việc hơn, viết lách nhiều hơn. Cô vẫn đang tiếp tục viết về cuốn sách Cốt Cách Mỹ Nhân. Cô dựa vào trí nhớ và những gì cô đã trải qua, những gì cô nhìn thấy trong mơ để viết một câu chuyện về anh, về Tiểu Nam Thần Vương trong trí nhớ của cô. Cô không viết với mục đích xuất bản nên viết rất chậm. Cũng có nhiều sự việc gián đoạn thời gian viết của cô nên cô cứ viết từng chút một, đến nay đã gần đi tới hồi kết. Cô viết cuốn sách này anh cũng không hề biết, anh chỉ biết cô đang viết cái gì đó chứ anh không hề biết cô đang viết chi tiết hơn về cuốn nhật ký của cô anh đã từng đọc. Cô viết về anh của kiếp trước, viết về Cốt Cách Mỹ Nhân được người đời ca tụng của Châu Sinh Thần, của Tiểu Nam Thần Vương. Để anh không bị lãng quên, không bị bôi xóa theo thời gian và hơn thế nữa để câu chuyện của anh sẽ không như người đời kể lại bằng vài dòng không đúng với sự thật. Dù muộn màng nhưng cô vẫn muốn minh oan cho anh, minh oan cho lý tưởng của anh. Cô vào phòng đọc sách, hôm nay cô không viết lách nữa. Cô còn việc khác phải làm đó chính là đọc bức thư của anh viết cho cô, là bí mật anh muốn cất giấu. Thời Nghi lấy chiếc hộp Trường An xuống khỏi kệ. Cô mở nó ra vuốt ve từng món đồ trong đó và cuối cùng cô chạm đến cuộn lụa thứ 10. Cô cầm nó lên chưa vội mở ra mà cô chạm thật chậm lên những hoa văn trên cuộn lụa đó vì tất cả những gì liên quan đến anh dù là kiếp trước hay kiếp này cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của cô. Cô hít thở thật sâu và mở cuốn lụa đó ra, bên trong là nét chữ của anh. Thập nhất của ta. Chỉ khi ta chết đi, bức thư hoang đường này mới có thể đến tay nàng. Ta cũng không muốn nàng đọc lá thư này vì ta biết nàng sẽ khóc, ta chỉ muốn nàng vĩnh viễn vui vẻ, vĩnh viễn là tiểu cô nương thập nhất có nụ cười đẹp như ánh dương. Đây là lần đầu tiên ta ích kỷ sống đúng với bản thân ta, viết ra những lời từ sâu trong đáy lòng. Chỉ một lần này thôi, ta sẽ không bao giờ được phạm sai lầm như vậy nữa. Hôm nay là ngày nàng xuất giá, Phụng Tiếu đã mang chìa khóa tàng thư lâu đưa lại cho ta và chuyển lời của nàng. Nàng nói, từ nay sẽ dốc hết sức phò tá Quảng Lăng Vương, cầu phúc cho bách tính, từng câu từng chữ như cứa vào lòng ta đau nhói. Nỗi đau của đao kiếm cũng không thể bằng nỗi đau này. Nhưng ta chẳng thể làm được gì. Ta mở chiếc hộp nàng đựng chiếc chìa khóa. Màu gấm lót đỏ chói và chiếc chìa khóa nằm trong đó như đâm thẳng vào tim ta. Trái tim ta như có ai đó bóp chặt lấy làm ta không thể thở nổi nhưng ta không có quyền được thể hiện nỗi đau đó ra ngoài. Đã hứa với nàng sẽ không đến Đông Cung dự lễ. Tòa tẩm điện ta đang ở quá ngột ngạt hay do lòng ta vốn không yên chỉ muốn ở gần nàng thêm một chút nên ta đã quyết định cùng Tiêu Án đi dạo. Ta là tướng lĩnh, cả đời ta không thích màu đỏ nhưng hôm nay ta lại muốn mặc màu đỏ, nhưng màu đỏ đó thật chói mắt nên ta chỉ mặc nó ở bên trong. Ta mặc màu đỏ chỉ muốn chính mình mang thêm một phần may mắn và chúc phúc cho nàng, chúc nàng có cuộc sống như ý nhưng cũng là chúc lòng riêng của bản thân ta. Đây là sự tham lam của Châu Sinh Thần ta. Cả đời ta không thể mặc chiếc áo tân lang màu đỏ, cũng không thể nắm lấy tay nàng. Ta chỉ có thể trong phút giây nào đó tham lam một chút, nghĩ đến nàng khoác bộ giá y màu đỏ bước về phía ta. Trung Châu hôm nay là một ngày nắng bỗng nhiên rơi tuyết. Cùng là Trung Châu, cùng một trận tuyết tiễn nàng xuất giá. Ta cùng quân sư uống rượu, thật kỳ lạ là ta càng uống càng thanh tĩnh. Càng uống thì càng không say. Quân sư nói với ta, điện hạ say rồi, đừng uống nữa, nhưng ta đâu có say, ta ngồi thổi hết khúc tiêu. Rồi lại đàn hết khúc nhạc nhưng ta lại vẫn thanh tĩnh. Ngoài đình tuyết vẫn rơi nhưng ta lại nhìn thấy hình bóng nàng khoác giá y đi về phía ta. Ta tự hỏi chính mình là thật hay chỉ là mộng cảnh. Ta từng nghĩ chỉ cần nàng ở cạnh ta, tuy ta không thể cho nàng danh phận nhưng ta sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho nàng. Ta muốn hóa thành cầm sắc để tấu khúc cùng nàng, muốn nhấc bút lên viết ra ý nàng, muốn cùng nàng thưởng trà đối ẩm, cùng nàng ngắm non sông ta bảo vệ. Tất cả chỉ là vọng tưởng của Châu Sinh Thần ta. Đêm đó,
Ta đứng dưới hiên một đêm. Ta đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ để vẹn cả đôi đường. Ta cũng suy nghĩ nếu giữa nàng và lý tưởng ta sẽ chọn gì. Nhưng cuối cùng câu trả lời của ta lại là ta chọn lý tưởng, đành phải để nàng chịu ủy khuất vì ta có quá nhiều thứ cần bảo vệ. Lòng ta có nàng nhưng bất trần cần có ta, sứ mệnh của ta là bảo vệ đất nước này, bảo vệ Lưu Thị ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế như mong muốn của hoàng huynh. Ta từng hỏi bản thân mình có trách hoàng huynh không, câu trả lời là không, vì có hoàng huynh mới có Châu Sinh Thần là ta đây. Nhưng ta tự trách mình hứa đưa nàng về nhà, về rồi lại không thể giữ nàng ở lại, là lỗi của ta. Đất nước này vốn dĩ đã mỏng manh, ta không thể bỏ mặc nó. Giống như ta đã nói, ta trấn thủ biên quan, nàng chờ tin thắng trận, dù có ở đâu đi chăng nữa cũng không hề quan trọng. Chiếc chìa khóa tàng thư lâu này ta đã nhận, khóa chặt tất cả những gì giữa ta và nàng. Từ nay ta và nàng là hai kẻ ngược lối. Nàng là thái tử phi, ta là vương gia khác họ, chúng ta vốn định trước là không thể nhưng chỉ đêm nay là ta không muốn nói dối bản thân mình. Không muốn sống dưới cái danh phận tiểu nam thần vương, ta chỉ là ta, là Châu Sinh Thần mà thôi. Kiếp này không thể, miệng kiếp sau lòng không mang thiên hạ. Hai vai không gánh vác giang sơn, dùng toàn bộ những điều tốt đẹp kiếp này để nối lại nhân duyên với nàng. Kiếp sau ta chỉ chính là ta mà thôi. Thập nhất, Châu Sinh Thần mến mộ nàng, cầu mà không được. Thế gian an đắp xong toàn pháp, bất phụ thiên hạ, chỉ phụ khanh. Thế gian nào có đôi đường vẹn, không phụ thiên hạ, chỉ phụ nàng. Nước mắt của thời nghi rơi ướt đẫm bức thư đó. Bức thư này là bí mật cũng chính là nỗi lòng của Châu Sinh Thần kiếp trước. Người chưa từng sống vì mình nhưng lại có một đêm hoang đường viết ra những lời lẽ như thế này. Ngày nàng xuất giá cũng là một ngày người sống buông thả bản thân một lần, chút ích kỷ ít ỏi đó bộc phát trên lá thư không bao giờ gửi đi này. Với một người như Châu Sinh Thần, sáng hôm sau khi tỉnh lại chắc chắn sẽ đốt bức thư hoang đường này đi nhưng lại giữ nó lại. Cất giấu thật kỹ, đây là lòng riêng của người, là việc người muốn làm và đã làm được. Làm trong thầm lặng, chỉ đến khi người chết đi. Người về giao phó cho Tam Sư Huynh để bí mật này có thể đến tay thập nhất của người, nhưng thập nhất phận mỏng không thể biết được cho đến nghìn năm sau. Tất cả chỉ còn là bức tranh vài nét mực của quá khứ. Cuối cùng cô cũng được biết hết sự thật, dù muộn cả nghìn năm sau mới chính mắt nhìn thấy dòng chữ Châu Sinh Thần mến mộ thập nhất, như vậy đã là quá đủ rồi. Anh là Châu Sinh Thần, là tiểu nam thần vương nói ra được lòng mình không dễ, một câu trả lời đến muộn hơn nghìn năm nhưng cô vẫn chờ được. Vẫn đợi được. Gặp bức thư này lại cô sẽ không bao giờ nhắc bốn từ tiểu nam thần vương trước mặt Châu Sinh Thần nữa. Đó là nguyện vọng của người cũng là mong muốn của anh, mọi chuyện đến đây chính là thần Phật thương xót cô, cho cô biết những gì cần được biết của quá khứ. Những gì cô đã bỏ lỡ nghìn năm sau cũng đã được bù đắp. Cô bước tới chỗ treo tranh, cô tháo bức tranh vẽ bóng lưng sư phụ xuống. Cuộn gọn lại đặt vào trong chiếc hộp Trường An, cô cũng sắp xếp hết tất cả các món đồ trong đó vào trong, cô thả chìa khóa vào phía bên trong. Bấm chốt chiếc chìa khóa tinh xảo kia, khép lại quá khứ, vĩnh viễn không mở ra nữa. Cô cũng xếp gọn mũi tên Bạch Ưng. Chiếc chìa khóa tàng thư lâu và bức thư của Tam Sư Huynh vào trong hộp, cũng thả chìa khóa vào trong đóng lại toàn bộ quá khứ. Cô đặt chiếc hộp khắc tinh xảo đó bên cạnh bức tranh hoa sen, mãi mãi không bao giờ mở ra nữa. Chiếc hộp này cho đến khi cô và anh chết đi sẽ tán cùng mộ của vợ chồng cô. Một đời một kiếp không chia lìa.